Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Hôm nay quay cho anh em bộ tây trang đây. Tây trang này của Komatsu nè. Komatsu trừ 6 nha anh em. Nguyên bộ luôn, nguyên đai luôn. Nhìn thấy ở trong không? Còn nguyên bộ như vậy. Cả ống yết rồi luôn. Rất đẹp. Bây giờ nguyên bộ, họ mở nguyên bộ luôn. Đồ này là nghiêm nha anh em, rất nghiêm. Này là trừ 6, anh em vừa lắp. Komatsu nha. Đồ này thì không có thể chơi đâu được. Lâu lâu mình sang mới có được một bộ này kia. Xài 6 ống, lâu lâu mình sang mới có được bộ như vậy, nó còn nguyên đai nguyên kiện như thế. Hàng riêng. Anh em cần thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Số điện thoại là 0907 255 116 nha. Anh em nhớ like cho một like. Đăng ký kênh nha anh em, đăng ký kênh. Share. Theo dõi. Để mình up những cái video mới, những mặt hàng mới. Cảm ơn anh em đã xem đến.